Cả nhà ơi, hôm nay một cái cây mời cả nhà cùng vào bếp làm món bánh tây về vị thơm cùng với một cái cây nhé. Bắt đầu tiên là một ít bột mì và một ít bột chiên giòn, một ít hạt nêm, một ít đường ha, một ít nước, khuấy cho tan đều ha. Khuấy như này là được rồi đó cả nhà. Hôm nay trời mưa cả nhà ơi, mưa gió quá làm bánh ăn thôi. Và cho một ít dầu ăn vào chảo nóng nhé. Bắt đầu chiên nha cả nhà ơi. Xèo 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 xèo. Đó, như vậy là xong một chiếc bánh rồi đó cả nhà, rất là ngon luôn nha cả nhà ơi. Tuyệt vời ông mặt trời nha. Trời mưa làm bánh này ăn rất là ngon nha cả nhà. Bây giờ cả nhà ơi, mời cả nhà ăn sáng nhé. Mưa gió quá thế này. Mời cả nhà ăn sáng nhé. Bánh rất là ngon. Bánh này là gọi là bánh quay về tuổi thơ nha. Ngày xưa nói là chứ ngày xưa mà có cái bột này mà làm bánh mà ăn là đã bừng nhỉ. Ừ. Ăn không? Tâm ăn không? Nghe nào. Ăn xong rồi còn có na ăn nữa nè. Ăn thanh long, cái quả thanh long này ăn chưa? Không bỏ nó hỏi. Ừ, nhớ chứ. Bánh rất là ngon cả nhà. Thôi cả nhà. Bột mì thôi, bột mì với lại đối tượng nào ngày xưa à? Ngày xưa mà có được cái bột mì này mà làm bánh mà ăn là đã mừng rồi. Nhờ miếng này mềm này mẹ này ngon lắm đó Tâm. Mời cả nhà, bánh rất là ngon nha cả nhà. Ngày xưa mà có cái bột mì này là làm bánh thì mừng. Trời mưa quá cả nhà ơi. Mưa rồi làm bánh đi chợ. Sẵn nhà có bột đó, làm bánh ăn. Rất là ngon đó cả nhà. Cười phát này mẹ ơi, cười phát này. Cười hết nè, cười hết một phần nè. Nè, yên nè, yên nè. Quay chơi giống như vậy nè, làng quê, về quê. Ăn trong đó, ăn cái cây. Ăn na chứ. Na được không? Bà chỉ khoái na thôi. Ăn na thì gật đầu. Mà nói đến uống sữa thì bắt đầu là trời mưa bắt đầu nó đổ xuống. Thôi uống rồi nhà, bánh rất là ngon. Trời mưa, mưa quá cả nhà ơi. Ăn bánh quay về tuổi thơ nè. Bánh rất là ngon nha. Mềm, ngon. Cây hoa còn ăn ăn nữa có quả to nữa này nè. Ăn ít bánh nhưng mà ăn cũng được nhỉ. Mưa gió chán nhỉ. Cắt thanh long nhá. Ngày nay mình bón để ăn thanh long không? Không ăn na nè.
Ăn ngay hả? Mua thanh long ruột đỏ nè. Long ruột đỏ nè, ở nhà ơi. Ăn rất là ngọt đó nha. Tuyệt vời chưa nè, ngon chưa? Nhà ơi. Nè. Đây là đây phần lợn nướng còn mình ăn. Ba mẹ không có chuyện á. Không phải đi ra đó đi nghe. Mời cả nhà nha. Thanh long này, ruột đỏ này. Mưa nó báo nghỉ rất là ngon nha. Mưa gió hôm mưa này nó là vậy. Ngon lắm. Long ruột đỏ nó ngọt. Ha. Bạn hôm qua mày biết không? Đang quay. Đang quay. Chín rồi, chín rồi. Chín hết rồi kìa. Không vậy mà chỉ quả này không ngọt. La bở nó không có ngọt bằng la dai. Nhưng mà nó rất là ngon mẹ. Bà ơi, chụp phát nè. Bà ơi. Cười phát nè, cười phát chụp nè. Bỏ thìa xuống, cười phát chụp nè. Chưa không chụp à? Chưa chụp nè. Nè. Chưa chụp nè. Xong phim. Cười cái này, cười như ai răng sứt cái tí rồi nè. Cười thì cười mãi. Cười cho nó to nó nhìn. Cái là có kéo vào nó nhìn. Người chở ra người ma, chở ra ma, thật cười. Cười. Người chở cười như sao à? À, phải cho lên mồm là trứng được rồi đi tiếp. Vừa ăn na xong vậy nha mẹ. Lại chê nhạt lắm. Cái bà chị đi mua cái chèo vậy thì mẹ có chê nhạt. Không nghe đấy, nghe vừa ăn na xong, na nó ngọt, thanh long nó chỉ ngọt vậy thôi là ăn là ngon rồi. Nó ăn mát rồi là tốt rồi. Ừ. Ăn này cũng chỉ khoảng ăn nho, nó chỉ có nho đó, rau ngọt, nho còn là con kia, rau ngọt đó. Rồi cá nhân ăn như này là ổn rồi, hai cái la nó miếng thanh long là được rồi. Dạ. Đúng không? Ăn sáng nhẹ nhàng, mưa gió vậy là được rồi. Mình đói. Mình đói hả? Bạn nghe tối đi ngủ là mẹ phải ăn thêm, nó có khi tối mẹ lại uống thêm cà rối thì uống thêm tí sữa. Ừ, tối lại không chịu. Bắt đầu từ nay nha. Đói, uống thêm tí sữa nha. Dạ, đúng rồi. Nha, nó đêm mới nói. Mình thích sữa. Mình thích cũng phải uống. Uống vào cho người nó khỏe. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Mùi nhé. Cả nhà yêu thương hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Mùi nhé. Rồi thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. À.